Khoảng 3 giờ sáng ngày 4 tháng 4, lực lượng công an thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang hai vợ chồng dùng bẫy trộm mèo để bán cho các quán nhậu. Chồng là Ngô Phô Lích cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, ngụ thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang, bẫy trộm mèo của các hộ dân thị trấn Thường Thới Tiền, đoạn từ cầu trung tâm đến bến phà Hồng Ngự, Tân Châu. Tang vật gồm 9 cái bẫy chuyên bắt mèo, một giỏ sách bên trong có 2 con mèo. Hai vợ chồng này khai nhận trộm mèo bằng cách dùng bẫy và hoạt động hơn 2 tháng nay, mỗi ngày bắt được từ 5 đến 7 con đem bán tại các quán nhậu. Đồng hồ làm đâu? Thì khúc đó nó khoảng 9 giờ mấy. Anh cuối làm gì mà bắt mẹ? Giờ này ông nói đồng hôm giờ này ông hỏi ai? Cái này làm gì? Vậy nãy ông bắt được.